Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay clip chia sẻ đến các bạn cái món là lẩu dê. Thì món này mình làm theo yêu cầu của một bạn đã gửi đến cho mình cũng đã lâu rồi. Nhưng hôm nay nhân dịp ngày lễ cho nên mình quay lại chia sẻ đến các bạn cùng làm để đãi tiệc. Trong dịp gặp mặt cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thì với cách làm nó cũng dễ đơn giản tại nha. Bây giờ cách làm như thế nào mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Thì đây là những cái nguyên liệu của mình chuẩn bị gồm có nè. Mình đi chợ mình mua một cái đùi dê. Thì với cái thịt dê này mình nên chọn mua cái thịt đùi để tránh được nạc nhiều cho nó ngon nha. Rồi cái mình nhờ người bán rút xương giùm ra cho mình luôn rồi đó. Cái phần này là khoảng chừng 1 ký các bạn. Còn đây là cái xương dê. Cái xương dê này thì mình mua nửa ký để lát nữa mình nấu cái nước dùng á, để cho nó được ngon ngọt nha. Mình có chuẩn bị thêm là quế nè, 2 nhánh nhỏ, thêm 1 ký thảo quả, với lại ít cái bông hồi, kỷ tử khoảng 2 muỗng canh, với lại cái táo tàu khô khoảng hơn chục cái như vậy nha các bạn. Củ hành tây thì mình chuẩn bị 2 cái lớn lớn khoảng chừng 200 gram, với lại hành tím nè khoảng chừng 100 gram đó, mình để đây. Gừng khoảng 150 gram nha các bạn, với lại vài cái cây sả. Đây là cái đu đủ vừa chín tới khoảng nửa cái để lát mình nấu nước dùng nha các bạn. Với lại đây là cái củ sen khoảng chừng 3 củ, một củ khoai môn lớn lớn như vậy. Thì cơ bản các cái thành phần để nấu cái lẩu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ cách thức thực hiện chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Tiếp đến mình lấy gừng ra mình đập dập một ít. Đập sạch và dập dập luôn nha các bạn. Rồi khi mình cho qua cái thau nước chừng hơn 2 lít nước. Mình sẽ cho vô đây muối nè, 1 muỗng canh, cộng với lại rượu nè. Mình chuẩn bị khoảng chừng 1 chén nhỏ thì mình cho 1/2 trước. Rồi quậy đều trong cái hỗn hợp rượu, gừng, muối, nước cho nó hòa tan lại với nhau như vậy rồi. Cái mình cho cái thịt dê vô để mình ngâm nha các bạn. Mình ngâm cho nó được thấm, nó thơm nha. Với lại cái phần xương mình cũng cho hết vô luôn nè. Mình để đây nha, mình ngâm trong cái hỗn hợp gừng, rượu, muối, nước như vậy nè. Khoảng chừng 15-20 phút để cho nó ra cái nước máu ở trong đó các bạn, cho nó sạch sẽ rồi mà xả rửa lại nha. Rồi trong thời gian chờ mà lấy cái gừng ra cũng phần ít đem ra đập dập sẵn luôn nha các bạn. Xả thì mình cũng đem ra đập dập rồi cái khúc như vậy nè. Cho ra dĩa chuẩn bị sẵn để lát nữa mình nấu. Với lại đây là muối nè, mình cho 1 muỗng cà phê với lại 2 lít nước. Sau đó mình quậy đều lên tạo cái hỗn hợp nước muối pha loãng. Khi mình cắt cái củ sen á, cắt bằng mỏng khoảng chừng 2 mm như vậy nè. Rồi cho vô để mình ngâm nha. Đu đủ thì mình đem ra cái khúc khoảng chừng 2-3 cm như vậy. Để lát nữa mình làm nấu cái nước dùng đó các bạn. Khoai môn mình cũng cắt cái độ dài giống vậy luôn nè. Rồi cho ra dĩa, chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái thịt nè, cái xương lúc nãy mình ngâm trong hỗn hợp muối, rượu, gừng đó các bạn, đem ra mình rửa nha. Cái phần này là cái nước máu nó ra rất là đỏ nè. Khi mình rửa sạch cho nó được thơm nha các bạn. Rửa xong cái mình cho qua cái rổ để đây. Còn cái phần da mình dùng dao á, mình cạo bỏ hết cái phần mà nó bị cháy đen á. Cạo bỏ hết cho nó được sạch nha các bạn. Cạo kỹ một chút để khi mình ăn á cho nó được hấp dẫn. Rồi tiếp tục cái mình rửa cho nó sạch nè. Bây giờ mình xả mình rửa lại nước lần thứ hai nha các bạn. Thì đối với thịt dê đó, mình nên sơ chế nó kỹ một chút để khi mình ăn á cho nó được thơm ngon nha. Đó, mình xả lại với nước lần thứ hai nữa là được rồi đó. Cho ra cái rổ nè. Cái phần thịt thì mình cũng rửa giống vậy luôn. Rồi mình cho ra rổ nè. Rồi mình cho xả 2 cây đập dập vô nè. Với mình có thêm gừng đập dập lúc nãy nè, cho hết vô luôn các bạn. Mình cho 1/2 muỗng canh muối trong 2 lít nước nha. Rượu 1/2 chén còn lại cho hết vô luôn nè. Mình sẽ cho thịt nè, thịt dê đó các bạn, với lại xương cho vô để mình trụng luôn nha. Ở đây mình nấu cho nó sôi lên khoảng 2 phút rồi kia mình đem ra mình xả mình rửa lại nữa nha các bạn. Trong cái thời gian chờ mình sẽ pha cái nước sốt để mình ướp thịt nha. Mình cho 1 muỗng canh nước mắm nè. Nêm vô đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm nè. Mình thêm bột ngũ vị hương khoảng 1/2 muỗng cà phê nè. Này là đường nè, 1 muỗng cà phê luôn. Sau đó mình cho 2 lát gừng, 1 cái củ hành tím. Giả nhuyễn luôn nha các bạn. Rồi giả xong mình múc hết cho ra cái hỗn hợp sốt nè, tiêu nữa nè. Mình sẽ khuấy đều cho các cái hỗn hợp gia vị tan đều luôn nha các bạn. Để lát nữa mình đem đi tẩm ướp thịt nha. Như vậy là được rồi đó. Mình để đây. Lát nữa mình đem đi ướp thịt nè. Lúc này cái nồi cũng đã sôi khoảng chừng 2 phút. Bây giờ mình đem ra xả rửa lại với nước lần nữa nha các bạn.
Đối với thịt dê, khi mình rửa, mình sơ chế xong rồi cái mình trụng sơ qua như vậy nè. Tiếp tục mình cũng xả, mình rửa lại với nước sạch nữa nha các bạn, giúp cho cái thịt dê với lại cái xương mình nấu lên đó cho nó được thơm ngon, nó không còn nghe cái mùi hôi của thịt dê nha. Rửa lại cái nước những như vậy nữa là xong rồi đó, và cái phần sơ chế của mình cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình nấu nước dùng nè, mình sẽ cho vô đây là 5 lít. Đó, cái ca này là ca 2 lít nước đó các bạn, cho vô 2 ca nè, 2 ca là 4 lít nè, cho vô. Tiếp đến mình cho thêm nửa ca nữa thì tầm khoảng chừng 5 lít nước nha các bạn, nước lọc á. Mình sẽ cho cái phần xương dê lúc nãy mình đã sơ chế xong rồi đó, cho vô để mình nấu nha. Còn cái phần thịt nè, mình sẽ đem ra khứa, mình khứa nhẹ cái phần thịt ở bên trong á, để một lát khi mình ướp á, cho các cái gia vị nó thấm đều luôn nha các bạn. Đó, mình khứa như vậy là được nha. Rồi, mình ở đây chuẩn bị lấy sốt vô nè, cho hết cái phần nước sốt lúc nãy mình pha đó các bạn, cho hết vô để mình ướp nha. Mình sẽ dùng tay xoa bóp đều hết cho các cái hỗn hợp gia vị á, nó bám đều hết trên cái miếng thịt dê cho nó được thơm ngon. Sau đó rồi cái mình cuộn lại như vậy, đó, bỏ lại rồi mình sẽ dùng chỉ nè, đó, cuộn lại như vậy để giúp cho cái miếng thịt dê đó khi mình luộc lên, rồi khi mình đem mình cắt ra đó các bạn, cho nó có cái miếng tròn đều đẹp và nó hấp dẫn. Đó, thì mình cứ cuộn như vậy là được rồi nè. Khi mình để đây lát nữa đem đi luộc nha. Cái nước xương bắt đầu đã sôi nè, lăn tăn đã có bọt đó các bạn. Mình sẽ dùng giá mình vớt bọt nó ra nha. Vớt hết bỏ cái bọt này đi. Thì mình vớt bọt để giúp cho cái nước dùng nó được trong ngon. Hớt bỏ hết phần bọt này đi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ giảm lửa xuống nha các bạn. Mình ở đây tiếp tục mình nấu tầm 30 phút nữa trên lửa nhỏ nhỏ nha các bạn. Rồi sau đó mình cho thịt vô mình luộc, rồi mình cho gia vị vô mình nấu nữa nha. Bây giờ mình rang tiêu nè, mình sẽ cho quế nè, hồi thảo quả nè, mình cũng đã rửa lại rồi đó các bạn, cho vô mình rang lên cho nó thơm nha. Mình sẽ canh lửa vừa mình rang sao mà đến lúc mà nó có cái mùi thơm mà nó nghe cái tiếng nổ lá tách của cái hạt tiêu là được nha các bạn. Mình để đây, lát nữa mình cho vô túi mình nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái củ hành tây ra đem đi nướng nè. Mình sẽ chẻ đôi mình nướng cho nó được thơm nha các bạn. Gừng nữa nè, đem ra nướng luôn. Hành tím mình cũng đem ra, mình nướng cho nó thơm luôn nha các bạn. Để mình thêm cái nhánh gừng nữa cho nó thơm nè. Rồi mình sẽ canh vừa nướng vừa trở, mình thấy cho nó vàng cái đó mình trở nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã nướng xong rồi đó, mình sẽ bỏ những cái đen đen này đi nha các bạn. Bỏ đen đây rồi cái mình cho vô cái túi mình nấu nha. Thì hành tím á, mình đem ra đập dập cho vô, với lại gừng cũng cắt ra đập dập cho vô túi để mình nấu với nước dùng nha các bạn. Hành tây cho vô túi luôn nè, quế, hồi, thảo quả, tiêu, kỹ tử nè cho anh vô luôn. Rồi lúc này mình sẽ cột cái túi nó lại nha, để chuẩn bị mình đem đi vô mình nấu cái nước dùng cho được thơm á các bạn. Rồi cái phần túi gia vị của mình cũng đã chuẩn bị xong rồi đó. Rồi thì cái nồi nước xương của mình đã nấu được 30 phút rồi đó. Vừa nấu vừa canh vừa hớt bọt để cho nó trong nước nha các bạn. Mình canh lửa riêu riêu nhỏ nhỏ như vậy đó. Lúc này nước nó cạn xuống, mình cảm nhận cái đường lằn phía trên nè, nó cạn xuống các bạn. Bây giờ mình châm thêm cái nước sôi vô nha. Châm vô. Thì đối với nước là mình nên nấu sôi rồi cái mình châm vô với cái lượng nước đó, cho nó gần bằng cái lượng nước ban đầu lúc nãy nha các bạn. Đó, nó lên cái mực nước nó giống với cái đường lằn ban đầu là được nha. Rồi tiếp tục mình nấu nữa. Mình sẽ cho cái thịt lúc nãy mình ướp á các bạn, cho vô để mình luộc luôn nha. Đó, cho vô mình luộc như vậy để cho nó chín nè, đủ đủ nè. Cho hết vô cái phần hồi nãy mình đã cắt á các bạn, cho nửa cái đủ đủ nha, cho nó ngọt nước. Xả đập dập nè, còn lại nhiều cho vô hết luôn. Rồi táo nè, táo khô, cái táo tàu các bạn cho hết vô luôn, mình nấu cho nó thơm ngon nè. Với lại cái túi gia vị lúc nãy á các bạn cho hết vô, mình nấu chung luôn nha. Mình nêm vô đây là một muỗng canh muối đầy luôn nha. Hạt nêm mình cũng cho một muỗng canh đầy luôn. Rồi mình nêm vô đây là đường phèn, mình sẽ cho cái lượng đường phèn là 2 muỗng canh đầy như vậy cho nó ngọt ngon. Mình sẽ nấu sôi rồi tiếp tục hớt bọt luôn nha các bạn. Với cái nồi nước dùng thỉnh thoảng mình nấu mình cứ hớt bọt liên tục. Đó, hớt bọt cho nó sạch nước cho nó trong ngon. Rồi ở đây mình tiếp tục canh lửa riêu riêu mà và mình hầm thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa để cho miếng thịt nó chín rồi mình vớt ra. Trong thời gian chờ thì mình lấy khối mồm ra mình chiên nha, mình chiên hai mặt cho nó vàng là được. Rồi chiên xong cái mình cho ra cái giấy thấm dầu để cho nó ráo dầu nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ pha cái nước chấm chao nè, cho 2 cái cục chao vô, 2 cục nè, với lại mình thêm cái nước chao khoảng chừng 3 muỗng canh. Rồi
mình cho đường cát trắng nè, một muỗng cà phê đầy. Mình sẽ nêm vô đây là cái ớt sa tế, một muỗng cà phê. Này là xả cho vô khoảng một muỗng canh đầy luôn. Sau đó thì mình sẽ đánh nhuyễn cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Thì cái thành phần nước chấm của mình cũng đã chuẩn bị xong rồi đó. Thì giờ lúc này mình cũng đã luộc chừng 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt cái thịt dê ra nha, cho ra dĩa để cho nó nguội nguội rồi cái lát nữa mình đem đi cắt. Còn cái phần nước dùng á, tiếp tục mình cho cái củ sen mà đã ngâm muối lúc nãy đó, mình cho vô. Cảm nhận á, cái nước dùng á, thơm cái mùi gia vị rất là hấp dẫn luôn các bạn. Mình cho cái củ sen vô, mình để ở đây khoảng chừng 5 phút rồi cái mình cho ra cái nồi nhỏ và chuẩn bị dọn ra nữa là xong rồi đó các bạn. Mình có thể hớt bớt mỡ hay là bọt cho nó được trong ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thịt dê ra và chuẩn bị sắp ra dĩa và dọn ra thưởng thức nha các bạn. Với cái thịt dê thì mình nên cắt cái lát mỏng 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 như vậy nè. Cái khi mình ăn mình cho vô lẩu á, cho nó chín cho nó ngon nha. Rồi mình sẽ sắp đều ra dĩa, mình dọn như vậy nè, sắp hết ra luôn. Khi mình cho ít cái lá thì tô cắt nhỏ nè, rồi thêm ít cái mè rang cho nó thơm nè. Như vậy là cái phần thịt mình cũng đã chuẩn bị ra dĩa xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ múc cái củ sen nè và múc nước dùng ra, chuẩn bị cho ra cái nồi nêm nếm lại nữa là xong rồi đó các bạn. Với cái món lẩu dê mình làm ở nhà như vậy thấy nó cũng đơn giản, cũng dễ. Thì mình có thể làm khi mà nhà có tiệc hoặc là dịp gặp anh em bạn bè làm cái nồi như vậy nè các bạn. Để đổi bữa, đổi món cũng rất là hấp dẫn. Cho nước vô rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ cho khoai môn vô nè. Khoai môn lúc nãy mình chiên các bạn, ăn tới đâu mình cho vô tới đó. Hành tây mình cắt lát mỏng nè, cho vô cho nó thơm nè. Mình nêm đây là muối nè, một muỗng cà phê muối trước. Sau đó mình nêm tiếp vô hạt nêm nè, cũng một muỗng cà phê vô. Thì đối với cái phần nước dùng mình cho ra nồi rồi cái mình nêm lại cho nó ngon nha các bạn. Mình sẽ canh thêm cái lượng mà nó nêm nếm mà cho nó vừa đậm đà theo khẩu vị gia đình của mình là được nha. Như vậy là cái nồi nước dùng của mình cho cái món lẩu dê cũng đã xong rồi đó các bạn. Như vậy là cái món lẩu dê của mình làm tại nhà cũng đã xong rồi đó các bạn. Rồi để mình lấy cái thịt dê vô nè, mình cho vô nồi nè, ăn tới đâu cho vô tới đó. Cái mình cho cái miếng đậu hũ vô nữa nè cho nó hấp dẫn nè. Thì món này hôm nay á, mình sẽ làm một ly rượu đế để lại ra cho nó hấp dẫn nè. Mình cho rau má nè, tí tô vô nồi nè, với lại rau cải cây nè. Cái mình ăn nhiều mình cho nhiều nha các bạn. Cái mì gói vô nè, thì mình ăn cái loại nào cũng được các bạn. Bún, mì dắt gì cũng được. Để mình làm ly đế lai ra thử coi nó làm sao nha. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Thì lúc này cái mì cũng đã nổ rồi nè. Mình sẽ múc ra chén mình đem ra mình ăn. Chan cái nước dùng vô nè mà nó rất là thơm luôn các bạn. Cái mùi gia vị rất là đặc biệt. Bây giờ mình xin mời các bạn nha. Để mình chấm vô mình ăn thử coi nó làm sao nè. Xin mời các bạn nha. À, để mình làm hết cái ly đế luôn cho nó hấp dẫn này các bạn, rất là tuyệt luôn á. Thì mình ăn á, mình cảm nhận cái phần nước dùng các bạn, ngon ngọt thanh nè. Còn cái mùi gia vị nấu lên, cảm nhận ăn kết hợp lại rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thịt dê thì mềm ngon, ăn rất là tuyệt vời luôn. Thì video clip mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.